Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA, hơn 20 trận động đất mạnh đã tấn công khu vực rộng lớn trên bờ biển miền trung Nhật Bản vào chiều ngày mùng 1 tháng 1. Trong số này, trận động đất lớn nhất xảy ra lúc 16 giờ 10 phút chiều theo giờ địa phương, có độ sâu chấn tiêu nông, đạt mức 7 cao nhất trên thang cường độ địa chấn của Nhật Bản Tại bán đảo Noto ở tỉnh Ishikawa, JMA đã chính thức đặt tên cho trận động đất này là trận động đất ở bán đảo Noto năm 2024. JMA dự báo trong tuần tới, tại miền Trung nước này có thể xảy ra trận động đất có cường độ cực đại. Sau trận động đất, chính phủ Nhật Bản đã thành lập văn phòng ứng phó khẩn cấp tại văn phòng thủ tướng ở thủ đô Tokyo. Theo hãng tin Reuters, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đến văn phòng lúc 5 giờ 15 phút chiều theo giờ địa phương để đánh giá thiệt hại và chỉ đạo phản ứng của chính phủ. Ông Kishida kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng sơ tán ngay lập tức và cần cảnh giác đề phòng những trận động đất tiếp theo có thể xảy ra. Thống đốc tỉnh Ishikawa Hiroshi Hase đã yêu cầu lực lượng phòng vệ cử các nhân viên tham gia lực lượng cứu trợ thảm họa. Về phần mình, JMA đã phát cảnh báo sóng thần đối với một vùng bờ biển phía tây rộng lớn, bao gồm các tỉnh Ishikawa, Fukui, Niigata, Toyama, Yamagata và một số tỉnh khác sau các trận động đất mạnh bao gồm cả cảnh báo sóng thần lớn được ban bố cho tỉnh Ishikawa. Đây là lần đầu tiên cảnh báo sóng thần lớn được ban bố kể từ trận động đất năm 2011 ở Đông Bắc Nhật Bản. JMA và Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii, Mỹ, cảnh báo sóng thần nguy hiểm có thể cao tới 5 mét trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn dọc theo bờ biển Nhật Bản. Các doanh nghiệp cũng lập tức áp dụng biện pháp đối phó. Hãng hàng không o Nippon Airways thông báo tổng cộng 16 chuyến bay khởi hành và đến các sân bay Shonai, Niigata. Noto và Komatsu trong ngày bị hủy do động đất, ảnh hưởng đến khoảng 1.450 người. Trong khi đó, Japan Airlines cũng hủy tổng cộng 9 chuyến bay khởi hành và đến sân bay Niigata và Komatsu. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đã đình chỉ tất cả các dịch vụ tàu cao tốc tuyến Joetsu và Hokuriku tại tỉnh Ishikawa. Trận động đất đã kéo theo sóng thần. Đài NHK của Nhật Bản cho biết sóng thần cao 1,2 m đã xuất hiện ở vùng biển ngoài khơi thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa vào lúc 4 giờ 21 phút chiều cùng ngày. Còn vùng biển thuộc thành phố Toyama ở tỉnh Toyama cũng ghi nhận sóng thần cao 80 cm vào lúc 4 giờ 35 phút. Công ty điện lực Tokyo TEPCO thông báo một trận sóng thần cao 0,4 m đã xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, Kashiwazaki Kariwa ở tỉnh Niigata của Nhật Bản. Còn trong các video phát trên nền tảng xã hội X sau đó, các nhân chứng đã ghi lại cảnh sóng thần ập vào bờ biển Nhật Bản bao gồm bờ biển thuộc thành phố Duyên Hải Doetsu thuộc tỉnh Niigata. Ngoài ra, theo hãng tin Kyodo, hơn 51.000 người ở 5 tỉnh miền trung Nhật Bản đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp sau loạt trận động đất tại đây, trong đó có trận mạnh tới 7,6 độ Richter. Tránh văn phòng nội các Hayashi Yoshimasa cho biết, có 33.000 hộ gia đình đã bị mất điện và các dịch vụ liên lạc qua điện thoại di động đã bị gián đoạn ở hai tỉnh Ishikawa và Niigata. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại máy biến áp ở nhà máy điện Shika, nhưng đã được dập tắt và không ảnh hưởng đến nhà máy. Theo ông Yoshimasa, không có điều bất thường nào được xác nhận tại bất kỳ cơ sở hạt nhân nào. Ngoài ra, các nhà chức trách Nhật Bản cho biết nhiều con đường và nhà cửa ở tỉnh Ishikawa đã bị hư hại sau trận động đất. Nhiều ngôi nhà ở vùng Noto và thành phố Hakui thuộc tỉnh Ishikawa bị sập. Hỏa hoạn quy mô lớn đã bùng phát tại một số địa điểm trong thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa là tâm trấn của trận động đất. Về phần mình, đài NHK đã phát một đoạn phim từ thành phố Wajima cho thấy những ngôi nhà bị sập và hư hại cũng như những vết nứt lớn trên đường. Chính phủ Nhật Bản cho biết tính đến tối thứ Hai mùng 1 tháng 1, chính quyền nước này đã ra lệnh sơ tán hơn 97.000 người ở 9 huyện thuộc khu vực bờ biển phía Tây của đảo chính Honshu. Người dân qua đêm trong các phòng thể thao và phòng tập thể dục của trường học thường được sử dụng làm trung tâm sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Theo hãng tin TASS, ngày mùng 1 tháng 1, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã ban hành cảnh báo sóng thần tại bờ biển đảo Sakhalin và ở eo biển Takta thuộc Khabarovsk sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra trước đó cùng ngày tại Nhật Bản. Chính quyền thành phố Vladivostok cũng đưa ra cảnh báo sóng thần. Theo KMA, trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra ngày 1 tháng 1 ở tỉnh Ishikawa và các khu vực lân cận của Nhật Bản đã gây ra sóng thần nhỏ ở vùng biển ngoài khơi phía đông tỉnh Gangwon của Hàn Quốc vào tối cùng ngày. KMA cho biết một con sóng ngoài khơi thành phố ven biển phía đông Gangneung đạt 20 cm lúc 18 giờ 01 phút theo giờ địa phương, tức 9 giờ 01 GMT. Trong khi một con sóng đánh vào một thị trấn ven biển khác của thành phố Đông Hê, đo được là 45 cm lúc 18 giờ 05 phút, tức 9 giờ 05 GMT. Ngoài ra đến 20 giờ, 11 giờ GMT, một đợt sóng cao 67 cm đã ập vào khu vực Mukho, một quận ở Đông Hê. Trước đó cùng ngày, camera đã ước tính rằng chiều cao thẳng đứng tối đa của sóng thần trong khu vực sẽ ở mức dưới 50 cm, mức độ sẽ đưa ra cảnh báo sóng thần KMA cũng cho biết ngay cả những con sóng cao từ 20 đến 30 cm vẫn có thể gây thiệt hại. KMA lưu ý rằng độ cao của sóng thần có thể tăng lên mức nguy hiểm hơn tùy thuộc vào mức độ lên xuống của thủy triều và sóng thần có thể ảnh hưởng đến tỉnh Gangwon trong hơn 24 giờ. Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết tính đến tối ngày 1 tháng 1 không có báo cáo nào về thương vong hoặc thiệt hại tài sản từ các khu vực ven biển phía đông của tỉnh Gangwon và Kyungsang Bắc. Quan khí tượng Nhật Bản JMA cho biết đã ghi nhận 155 trận động đất trong ngày đầu năm mới. Các trận động đất phần lớn có cường độ trên 3 độ, trong đó một đợt mạnh 5,6 độ khiến đài truyền hình quốc gia NHK phải chuyển sang một chương trình đặc biệt. Nghiêm trọng nhất là trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra tại tỉnh Ishikawa, cảnh sát địa phương thông báo ít nhất 6 người đã thiệt mạng và con số thương vong gần như chắc chắn sẽ tăng lên. Trong khi đó, bản tin mới nhất của hãng tin Kyodo cho biết 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 7 người ở cảng Wajima, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do gần tâm chấn. Trận động đất gây ra sóng thần cao hơn 1 mét, làm đổ nhà cửa, gây cháy càng lớn và chia cắt các con đường. Hình ảnh ghi từ trên cao được phát trong các bản tin địa phương cho thấy quy mô tàn phá ở Ishikawa. Với những tòa nhà vẫn còn âm ỉ khói lửa, nhiều ngôi nhà bị san phẳng và thuyền đánh cá bị chìm hoặc giặt vào bờ biển thiệt hại rất lớn, nhiều người thương vong, nhiều tòa nhà bị sập. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết sau cuộc họp ứng phó thảm họa, chúng ta phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Theo hãng tin Reuters, trận động đất xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 1 tháng 1, buộc người dân ở một số khu vực ven biển phải sơ tán lên vùng đất cao hơn khi khu vực ghi nhận sóng thần cao khoảng 1 mét ập vào bờ biển phía Tây. Hàng nghìn nhân viên quân đội, lính cứu hỏa và cảnh sát từ khắp đất nước đã được điều động đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ bị cản trở do đường xá bị hư hỏng nặng. Một trong những sân bay trong khu vực đã phải đóng cửa do đường băng bị nứt. Nhiều dịch vụ đường sắt, phà và chuyến bay tới khu vực này cũng bị hủy. Trong cuộc họp khẩn cấp về thảm họa động đất ngày 2 tháng 1, Thủ tướng Fumio Kishida phát biểu việc tìm kiếm và cứu hộ những người bị ảnh hưởng sau trận động đất là một cuộc chiến chạy đua với thời gian. Thủ tướng Kishida cho biết lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận mũi phía bắc của bán đảo Noto do đường xá hư hỏng. Trực tham cũng phát hiện ra nhiều đám cháy lớn và thiệt hại trên diện rộng đối với các tòa nhà và cơ sở hạ tầng. Truyền thông địa phương đưa tin, cho đến nay đã có hơn chục trường hợp tử vong được xác nhận, chủ yếu ở thị trấn Wajima, bị ảnh hưởng nặng nề nhất gần tâm trấn. Trong khi đó, cơ quan cảnh sát quốc gia xác nhận 6 người đã thiệt mạng trong trận động đất. Cơ quan quản lý thảm họa và cứu hỏa cho biết 19 người đang trong tình trạng ngừng tim. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, sau trận động đất mạnh xảy ra ngày mùng 1 tháng 1, nước này đã ghi nhận chuỗi 87 dư chấn có độ lớn trên 2,0. Trận động đất xảy ra vừa qua tại Nhật Bản không chỉ gây thương vong nặng nề mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người sống sót. Số người thiệt mạng vì trận động đất lớn tấn công Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 vẫn tăng lên. Ngay sau khi động đất xảy ra, chính phủ Nhật Bản đã lập tức gấp rút triển khai công tác cứu hộ và viện trợ cho những người sống sót. Tuy nhiên, đường xá bị cắt đứt, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khiến nỗ lực cứu hộ trở nên phức tạp. Bên cạnh đó, những người sinh sống tại khu vực gần tâm chấn cũng phải đối diện với nhiều khó khăn khi các vật phẩm thiết yếu đang cạn dần, phải tạm sinh sống trong điều kiện thiếu thốn vào thời điểm thời tiết mưa lạnh. Ông Masuhiro Izumiya, thị trưởng thị trấn Suzu, nơi có khoảng 13.000 người dân sinh sống cho biết, ngay cả những người thoát chết trong gang tấc cũng không thể sống sót nếu không có thức ăn và nước uống chúng tôi chưa nhận được một ổ bánh mì nào. Ông Shigeru Sakaguchi, thị trưởng thành phố Wajima, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất, cho biết ông rất biết ơn những nỗ lực của chính phủ, nhưng cho đến nay khu vực này mới chỉ nhận được 2.000 bữa ăn dù có tới 10.000 người sơ tán. Thứ trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ đã gấp rút mở một tuyến đường biển để cung cấp viện trợ và một số xe tải lớn hơn hiện có thể đến được một số khu vực xa xôi hơn. Ông Mitsuru Kida, một người sống sót sau trận động đất ở thành phố Wajima, lo ngại rằng việc trở lại cuộc sống bình thường sẽ là một quá trình tốn nhiều thời gian. Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, trong bối cảnh đường xá bị chia cắt, cơ sở hạ tầng bị hư hại và thực tế những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất nằm ở vùng hẻo lánh đã khiến công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau khi động đất xảy ra, những trận động đất cường độ yếu hơn vẫn tiếp diễn tại bán đảo Noto. Trong bản tin phát đi vào tối mùng 2 tháng 1, đài NHK dẫn lời đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Sika ở tỉnh Ishikawa cho biết hệ thống cung cấp điện từ các nguồn bên ngoài cho cơ sở này vẫn không thể sử dụng được một phần. Nguyên nhân là do đường ống của hai máy biến thế dùng để nhận điện từ bên ngoài của hai lò phản ứng đã bị hư hỏng do trận động đất, khiến dầu cách nhiệt và làm mát bị dò dỉ ra ngoài. Tuy nhiên, điện vẫn tiếp tục được cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Sika thông qua các phương tiện khác và nguồn điện dành cho các thiết bị an toàn quan trọng vẫn được đảm bảo. Với các máy phát điện diesel khẩn cấp theo đơn vị vận hành, chúng có đủ nhiên liệu để hoạt động trong 7 ngày. Đài NHK cho biết thêm, một hôm sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở tỉnh Iskawa, công ty điện lực Hokuriku đã tổ chức họp báo, nói rằng cả hai lò phản ứng số 1 và số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Sika ở thị trấn Sika đã ngừng hoạt động từ lâu trước khi xảy ra trận động đất. Theo đơn vị vận hành, một dung chấn có cường độ cấp 5, trên thang đo độ mạnh của động đất gồm 7 cấp từ 1 đến 7 của Nhật Bản đã xảy ra ở tầng hầm của lò phản ứng số 1 khi trận động đất lớn xảy ra vào khoảng 4 giờ 10 phút chiều ngày 1 tháng 1. Lò phản ứng số 1 đã rung lắc 336,4 GAL, đơn vị đo gia tốc, trong đó 1 GAL tương ứng với chuyển động 1 cm trên dây bình phương theo chiều ngang và 329,9 GAL theo hướng thẳng đứng. Cả hai thông số này đều thấp hơn so với chuyển động của lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi khi xảy ra thảm họa năm 2011. Chuyển động 600 GAL theo chiều ngang và 405 GAL theo chiều dọc. Nhật Bản ngày 1 tháng 1 hứng chịu 155 trận động đất trên toàn quốc, chủ yếu ở khu vực miền Tây, trong đó mạnh nhất là trận ở tỉnh Ishikawa. Với cường độ mạnh, trận động đất này đã kéo theo hàng loạt rung chấn đáng chú ý. Chính quyền đã phải đưa ra cảnh báo sóng thần và khuyên cáo người dân ở bờ biển phía tây bắc nước này phải sơ tán, trong khi cơ quan khí tượng Nhật Bản và các chuyên gia toàn cầu vẫn đang phân tích dữ liệu thì một số cư dân mạng đã đăng tải các đoạn clip ghi lại các hiện tượng lạ xảy ra ngay trước động đất. Từ đoạn clip được một cư dân mạng Nhật Bản đăng tải trên Twitter, tức mạng xã hội X, có thể thấy một luồng sáng trắng xuyên qua bầu trời với tốc độ rất nhanh, thậm chí một cư dân mạng khác còn chụp được ảnh hai vật thể nghi là thiên thạch lần lượt bay ngang qua bầu trời. Ngoài ra, nhiều người còn chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi khi hàng nghìn con chim tụ tập trên bầu trời và bay đi tập thể như những đợt sóng. Điều này một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận rằng động vật có thể dự đoán được động đất hoặc những thảm họa thiên nhiên lớn. Hiện các cơ quan liên quan của Nhật Bản chưa phản hồi về vấn đề này. Lần đầu tiên kể từ năm 2011, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản GMA hôm qua đã phải phát cảnh báo sóng thần sau trận động đất ở bán đảo Noro thuộc tỉnh Ishikawa. Đây là dung chấn mạnh nhất trong tổng cộng 155 trận động đất xảy ra ở miền Trung Nhật Bản trong ngày đầu năm mới. Kể từ năm 2020, bán đảo Noro đã ghi nhận 5 trận động đất mạnh trên 5 độ. Hơn 500 trận động đất trên 1 độ đã xảy ra trong khu vực kể từ tháng 12 năm 2020. Hồi tháng 5 năm 2023, loạt địa chấn 5 đến 6 độ diễn ra ở đây khiến một người thiệt mạng, 49 người bị thương và phá hủy khoảng 200 tòa nhà. Các nhà nghiên cứu của chính phủ Nhật Bản hồi tháng 5 năm ngoái cảnh báo hoạt động địa chấn dự kiến tiếp diễn trong một thời gian và kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai. Động đất thường xảy ra tại đường đất gãy giữa các mảng kiến tạo, những khối đá khổng lồ tạo nên lớp vỏ trái đất. Đất gãy cho phép các khối đá dịch chuyển tương đối so với nhau, nhưng đôi khi chúng mắc kẹt với nhau, khiến áp lực tại các đường đất gãy gia tăng. Heidi Gashemi, nhà địa chấn học tại tổ chức Geoscience Australia ở Canberra nói, khi áp lực ngày một tăng và đạt tới đỉnh điểm, các màng kiến tạo sẽ bị trượt. Khi xảy ra hiện tượng trượt, năng lượng sẽ được giải phóng dưới dạng sóng địa chấn, khiến cho mặt đất rung chuyển, gây ra động đất. Dù chưa xác định chắc chắn nguyên nhân trận động đất ngày mùng 1 tháng 1, các nhà nghiên cứu cho rằng mức nước ngầm gia tăng có thể góp phần gây ra sự bất ổn của hoạt động địa chấn trong khu vực. Junichi Nakajima, giáo sư khoa khoa học trái đất và hành tinh tại Viện Công nghệ Tokyo cho biết, Nước ngầm dâng cao có thể xâm nhập vào các đường đứt gãy, khiến chúng dễ trượt. Phân tích của các nhà nghiên cứu sóng địa chấn chỉ ra, nước ngầm tích tụ ở độ sâu từ 20 đến 30 km và nếu nó dâng cao lên khoảng từ 10 đến 15 km, động đất có thể xảy ra. Hervorge Tkatich, người đứng đầu khoa địa vật lý kiêm giáo sư tại trường nghiên cứu trái đất thuộc Đại học Quốc gia Australia cho biết, hiện tượng này chỉ xảy ra khi mảng kiến tạo này trượt lên trên mảng kiến tạo kia, khiến nước ngầm dịch chuyển theo chiều dọc. Ông cho biết Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới vì nằm trong khu vực kiến tạo rất phức tạp. Bốn trong số hàng chục mảng kiến tạo lớn tạo nên bề mặt trái đất nằm ở Nhật Bản. Quốc đảo này cũng nằm trên vành đai lửa, chuỗi các núi lửa và địa điểm hoạt động địa chấn ở rìa Thái Bình Dương, khiến Nhật trở thành một trong những nơi dễ xảy ra động đất nhất thế giới. Aitaro Kato, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Động đất thuộc Đại học Tokyo cho hay, hoạt động địa chấn ở bán đảo Noro đã giảm nhưng vẫn ở mức cao trong trận động đất ngày 1 tháng 1, ông nói dòng nước ngầm có thể làm các đường đứt gãy bị trượt và gây ra vết nứt lớn hơn. Chúng ta cần tiếp tục chú ý đến hoạt động này. Do Nhật Bản nằm sát biển, những trận động đất như vậy có thể gây ra sóng thần. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, không phải mọi va chạm giữa hai mảng kiến tạo dưới biển đều gây ra sóng thần. Hitara Naoshi, giáo sư kiêm chuyên gia về động đất tại Đại học Tokyo, cảnh báo những người đã sơ tán ở Nhật không nên trở về nhà cho đến khi tất cả các cảnh báo được dỡ bỏ. Ông lo ngại nguy cơ xảy ra một trận động đất mạnh và kéo theo sóng thần xảy ra trong thời gian tới, khi hoạt động địa chấn dưới lòng đất vẫn tiếp diễn. Theo đài NHK, ngày 3 tháng 1, các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra tại tỉnh Ishikawa của Nhật Bản. Tỉnh bị ảnh hưởng nặng trong trận động đất mạnh 7,6 độ vào ngày đầu năm mới 2024. Hàng chục ngàn người vẫn rơi vào cảnh không có điện. Nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt dưới những ngôi nhà bị sập do động đất. Các quan chức Nhật Bản cũng cảnh báo dư chấn cường độ tương tự có thể xảy ra trong tuần này. Trong khi đó, theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, GMA, một trận động đất mạnh 5,5 độ đã xảy ra ngoài khơi bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa lúc 10 giờ 54 phút sáng nay, mùng 3 tháng 1 giờ địa phương ở độ sâu 10 km. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra sau trận động đất này. Số lượng các trận động đất ở khu vực bán đảo Noto tăng dần từ năm 2018 đến nay. Theo báo cáo năm ngoái của chính phủ Nhật Bản, mỗi năm quốc gia này phải hứng chịu hàng trăm trận động đất và phần lớn không gây thiệt hại nặng. Thảm họa nghiêm trọng nhất xảy ra gần đây là trận động đất 9 độ dưới đáy biển ngoài khơi đông bắc Nhật Bản năm 2011, gây sóng thần khiến 18.500 người thiệt mạng hoặc mất tích, đồng thời làm ngập nhà máy điện nguyên tử Fukushima, dẫn tới một trong những thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới. Trận động đất kinh hoàng vào ngày đầu năm mới tại Nhật Bản khiến nhiều người Việt đang sinh sống ở đó không khỏi sợ hãi. Nhiều người chân đứng không vững khi tháo chạy ra khỏi nhà. Qua chia sẻ, bạn Đỗ Phương, 26 tuổi, sống tại thị trấn Nakanoto, tỉnh Ishikawa cho biết, khi trận động đất xảy ra, cô vội tháo chạy ra ngoài, chỉ kịp mang theo giấy tờ cá nhân. Khu vực cô gái Việt sinh sống thuộc tâm trấn động đất ở vùng Noto, tỉnh Ishikawa. Phương kể, bát đũa, vật dụng trong nhà rơi vỡ, xáo trộn, rung lắc dữ dội khiến tôi cảm thấy chóng mặt kinh hoàng. Cho biết sau 5 tiếng, dư chấn vẫn chưa dứt hẳn. Một vài ngôi nhà xung quanh hư hỏng nặng. Hơn 4 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên cô trải qua một trận động đất mạnh đến vậy. Những lần trước, động đất diễn ra trong đêm và rung lắc nhẹ khoảng một phút. Phương sơ tán đến nhà văn hóa cách đó không xa, bên trong có sẵn chăn, gối, thức ăn nhẹ và nước uống không riêng cô, một vài người dân địa phương cũng đang tạm cư trú tại đây chờ tình hình tiếp theo. Cô kể, tôi chưa dám quay lại nhà, lo lắng sẽ tiếp tục xảy ra động đất. Cách đó 100 km, Kim Chi 30 tuổi đang làm việc trong một công ty thực phẩm ở Hakusan, tỉnh Ishikawa, cảm thấy sàn nhà rung lắc mạnh, khiến đầu óc cô quay cuồng. Hai trận rung lắc nhẹ kế tiếp, điện thoại cô và đồng nghiệp ngay lập tức vang lên cảnh báo động đất và sóng thần. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo sắp có rung chấn mạnh, hãy bình tĩnh và tìm nơi trú ẩn gần bạn. Trong một cảnh báo sóng thần, họ yêu cầu người dân sơ tán ngay lập tức ra khỏi các vùng ven biển và ven sông đến một địa điểm an toàn hơn. Chỉ kể, dù lo lắng, tôi cố đạp thật nhanh. Cô cho biết mới sang Nhật Bản được 6 tháng, theo diện thực tập sinh mà đã trải qua một trận động đất nhớ đời. Trước khi sang Nhật, cô đã tham gia khóa học bảo vệ bản thân khi có thiên tai xảy ra nghiệp đoàn và công ty liên tục chấn an thông báo khẩn dặn cô và mọi người chuẩn bị một số đồ thiết yếu như hộ chiếu thẻ cư trú tiền mặt đồ ăn và nước uống sẵn sàng trong mọi tình huống sơ tán chi kể họ hỏi thăm tình hình nhắc nhở nếu gặp sự cố phải liên lạc ngay để kịp thời được hỗ trợ người thân ở việt nam biết tin cũng liên tục gọi điện và nhắn tin tôi thông báo đã ổn định các nhân chứng nói trận động đất ngày đầu năm tại Nhật có rung chấn rất mạnh xảy ra liên tục, khiến nhà cửa rung lắc dữ dội. Loạt rung chấn xảy ra vào ngày đầu năm mới, thời điểm hàng triệu người Nhật tới thăm đền chùa cầu may. Một người đang đi cầu may tại đền Keta ở Hakui, thành phố Kanazawa, điểm du lịch nổi tiếng tại Ishikawa, cho hay cảnh tượng rất đáng sợ khi ngôi đền liên tục rung chuyển. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, cổng đền đổ sập, xung quanh là người dân tụ tập với gương mặt lo lắng. Nhiều nhà cửa ở thành phố Wajima, tâm trấn trận động đất bị hư hại, đổ sập. Đường xá hư hại với nhiều vết nứt lớn, trong khi người dân hoảng loạn tìm cách sơ tán. Ngay khi dung chấn xảy ra, Ayako Daikai cùng chồng và hai con lập tức sơ tán đến trường tiểu học lân cận. Daikai nói tại ngôi trường, bốn tầng chật kín người lánh nạn. Tôi từng trải qua trận động đất lớn năm 1995 nên hiểu rõ sơ tán là an toàn nhất. Chúng tôi vẫn chưa thể quyết định khi nào sẽ về nhà. Trận động đất cũng làm rung chuyển các công trình ở thủ đô Tokyo, cách Wajima khoảng 500 km. Daniel Smith, nhân chứng ở Tokyo, kể lại, ban đầu mọi người còn đùa nhau rằng trận động đất xảy ra đúng ngày đầu năm mới, nhưng sau đó là các đợt rung chấn rất mạnh và dữ dội, xảy ra liên tục và không giống động đất bình thường, nguy hiểm hơn rất nhiều. Cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA phát cảnh báo sóng thần ở các tỉnh ven biển, kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán đến vùng cao. Các đài truyền hình nước này lập tức chuyển sang chương trình đặc biệt. Người dẫn chương trình của đài NHK nói rằng nhà cửa đồ đạc đều rất quý giá nhưng mạng sống quan trọng hơn tất cả, hãy lập tức sơ tán lên vùng đất cao nhất có thể. Khoảng gần 100.000 người ở chín tỉnh ven biển được lệnh sơ tán. Các đợt sóng cao khoảng 1m sau đó ập vào nhiều vùng biển phía tây Nhật Bản và phía đông Hàn Quốc. Hàng nghìn người vẫn trú ẩn trong nhà thể chất của các trường học. Khi rung chấn xảy ra tại Ishikawa, nhiều người hoảng loạn trú ẩn trong ga tàu điện, siêu thị. Nhà cửa rung lắc mạnh đến mức tôi chưa từng thấy trong đời, một người đàn ông lớn tuổi ở Wajima nói. Cảnh tượng trong nhà thật khủng khiếp, tôi vẫn sống, có lẽ phải bằng lòng với điều này. Johnny Wu, du khách Đài Loan, kể lại khoảnh khắc động đất ở Nagano. Ngay khi điện thoại phát cảnh báo động đất, rung chấn xảy ra khiến tuyết văng khỏi mái nhà, phương tiện, các công trình rung chuyển. Có thể nghe rõ tiếng cửa sổ va đập, tất cả đều hoảng loạn. Giới chức xác nhận ít nhất 30 người thiệt mạng, thương vong có thể tiếp tục tăng lên. Các nhà mạng lớn của Nhật Bản đã phát sóng wifi miễn phí tại các tỉnh bị ảnh hưởng. Giới chức đã dỡ toàn bộ cảnh báo sóng thần nhưng vẫn có ít nhất 6 trận rung chấn mạnh được ghi nhận trong sáng nay. Lãnh đạo Jima nói, nguy cơ lở đất và sập nhà ở những khu vực rung lắc mạnh vẫn ở mức cao, người dân cần duy trì cảnh giác trong vòng một tuần tới và ông nói thêm rằng nhiều trận động đất lớn có thể xảy ra trong tuần này, đặc biệt là 2 đến 3 ngày tới. Takashi Wakabayashi, nhân viên cửa hàng tiện lợi ở Ishikawa nhớ lại khoảnh khắc hoảng loạn khi hàng hóa rơi khỏi kệ lúc rung chấn tấn công, xong cho biết vấn đề lớn nhất là dòng người đổ về mua nhu yếu phẩm sau đó. Anh nói, họ mua nước đóng chai, cơm nắm, bánh mì, chúng tôi ghi nhận lượng khách gấp 3 lần ngày thường.